Xin chào các bạn, mình là Phú. Số điện thoại của mình là 0903 651 824. Mấy bạn có thể kết bạn với lại số Zalo bên đó. Có vấn đề gì không hiểu về Kanji, hoặc là mấy bạn có nhu cầu về mua sách học Kanji theo giáo trình của Mina, thì các bạn hãy liên hệ với lại số Zalo bên bển ha. Có vấn đề gì không hiểu mấy bạn có thể hỏi. Thì cái này là cái clip thứ hai dạy Kanji của bài số 11 theo giáo trình Mina. Thì vậy 10 bài trước nó ở đâu? 10 bài trước nó ở trong kênh YouTube của Phú á. Trong kênh thì nó có khoảng cỡ 200-300 cái clip đều nói về Kanji cả. Và các bạn chỉ cần xem khoảng cỡ 5-10 cái clip để các bạn sẽ hiểu được cái phương pháp học này nó như thế nào. Nó đi sát với lại Mina và nó buộc chúng ta phải làm bài tập Mina bằng hệ Kanji. Ngoài ra chúng ta phải ôn luyện Kanji hàng ngày. Chúng ta sẽ học hết âm on, âm cưng của các chữ Kanji. Âm cưng thì chúng ta sẽ học theo Mina, còn âm Hán Việt và âm on thì chúng ta sẽ học theo các chú Phú. Thì đây là chính là cái âm on thông dụng nhất, nó sẽ xài 95% trong các trường hợp. Còn cưng thì chúng ta sẽ học theo Mina. Và chúng ta nhớ khi mà học tiếng Nhật chúng ta không có được học âm Hán Việt không, tại vì âm Hán Việt nó chỉ là tiếng Việt thôi. Hán còn này chúng ta đừng học tiếng Nhật, thì các bạn phải học có cái âm Nhật đó, để khi mà chúng ta qua Nhật chúng ta thấy cái hệ cái chữ Kanji, ví dụ như là chữ vận chuyển sơ tâm giả chú ý đi, nó là một cái cụm Kanji là vận chuyển sơ tâm giả chú ý 7 chữ. Nếu mà bển chúng ta thấy cái hàng chữ Kanji này, chúng ta thấy Nhật chúng ta không hiểu nghĩa, chúng ta hỏi ủa vận chuyển sơ tâm giả chú ý ý mì nan desu ka, thì nó sẽ không hiểu, tại chúng ta đương nói bằng âm Hán Việt nó không hiểu. Nhưng mà khi chúng ta có được học có âm Nhật á, ví dụ chúng ta sẽ biết chữ vận đọc là ưng, chữ tiễn chuyển đọc là ten, chữ chuyển đọc là ten, chữ giả đọc là sa, chữ sơ đọc là sô, chữ tâm đọc là xin, chữ chú đọc là chi, chữ ý đọc là y. Chúng ta việc ráp nó lại thì khi chúng ta học theo phản xạ thì chúng ta sẽ chỉ cần biết âm Hán Việt chúng ta sẽ luôn sẽ chuyển thẳng nó ra, tại vì đó là phản xạ rồi, chúng ta sẽ cho nó ra thẳng âm on luôn chứ không cần phải chuyển âm. Thì chúng ta sẽ đọc ví dụ như vận chuyển sơ tâm giả chú ý thì chúng ta sẽ đọc là ưng ten sô xin sa yu, rồi sau đó chúng ta sẽ hỏi là ý mì wa nan desu ka, thì nó sẽ đó là tại vì chúng ta đương nói bằng hệ tiếng Nhật của tôi nó, thành ra là người ta sẽ hiểu và người ta sẽ trả lời cho mình, chứ bạn qua bển các bạn hỏi toàn âm Hán Việt không phải đâu có được. Mà lại bạn đọc bài báo mà bạn đọc toàn âm Hán Việt không là chết veo rồi, đương học tiếng Nhật mà chứ đâu phải học tiếng Việt đâu ha. Thì chúng ta học sẽ học tiếp bài số 11. Mấy bạn nhớ nha, trong bài tập của bài số 11 Mina, Phú chỉ mong một cái điều duy nhất, đó là mấy bạn hãy thay đổi cái thói quen, chúng ta hãy làm bài tập Mina bằng hệ Kanji. Và trong bài tập Mina của bài số 11 nha mấy bạn, ở đây nó có tổng cộng là 407 chữ Kanji. Mấy bạn hãy làm bài tập và hãy ghi lại tất cả những chữ Kanji đó, tại vì muốn hay không muốn bài tập ngày nào chúng ta cũng phải làm. Thì chúng ta hãy thay đổi thói quen đi, đừng có viết nó bằng Hiragana nữa, hãy viết nó bằng Kanji, thì cái cuối cùng mấy bạn có nó mới là Kanji được. Chứ nếu bạn vẫn tiếp tục viết bằng Hiragana thì cái cuối cùng mấy bạn chắc chắn nó sẽ không thể là Kanji được. Rồi sau đó chúng ta lại vẫn phải đặt học lại Kanji, thì cái điều đó nó chỉ làm chúng ta mất thêm thời gian thôi. Thành ra là ngay từ thời gian điểm ban đầu chúng ta có điều kiện và chúng ta có phương pháp thì chúng ta hãy học nó sớm. Thì sau này khi mà lên cấp độ N3, N2, N1 chúng ta sẽ không ngán ngẩm Kanji nữa. Và cái việc còn lại chúng ta cứ học bình thường thôi, không có sợ. Cuốn bộ là cuốn chúng ta đầu tiên phải học ha. Cái clip hồi nãy Phú đã có nói rồi, các bạn nhớ vào trong kênh của Phú nếu mà xem những cái clip trước. Và nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh để khi mà Phú đăng clip á, mấy bạn sẽ học cùng Phú ha. Thì đây là cái cuốn dành cho 25 bài Mina sao này chúng ta chưa xài ha, ta chưa học tới. Thì bộ sách này á, nó gồm có 3 quyển, đây là 3 quyển của nó ha. Cuốn học 214 bộ, cuốn dành cho 25 bài Mina đầu và một cuốn dành cho 25 bài Mina sao. Tổng trọng lượng của nó là 1,7 kg, nhưng mà Phú thường nói là 1,4 kg, tại vì giá của 1,4 kg, 1,7 kg khi mà gửi thì nó giống như nhau. Trọng lượng thực của nó chính là 1,7 kg. Thì khi các bạn gửi sách qua bên Nhật, các bạn nhớ chú ý nói cho bạn mình về cái trọng lượng của nó. Thì bộ sách này nó đủ 2.200 kanji ha. Thường người ta nói dù thiên N1 là 2.136, nhưng mà thực sự hệ kanji trong tiếng Nhật nó tới 2.500, 2.700 lần. Và trong Mina, và cái bộ sách này nó được sắp theo 50 bài Mina. 50 bài Mina thì nó có 1.200 kanji. Rồi nó chẳng còn thiếu 1.000 kanji thì Phú mới lấy 1.000 kanji đó chia 50 bài, mỗi bài Phú thêm vô khoảng 25-30 chữ gì đó. Thì có nghĩa là mấy bạn học hết 50 bài thì coi như là hết kanji nếu bạn học giỏi. Còn nếu bạn học mà ở mức độ trung bình thì ít nhất mấy bạn cũng sẽ trên được 1.200 kanji đó. 1.200 kanji đủ thi N2 đó. Dư thi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục học tới bài số 11.
Nãy giờ Phú bôi bảng á, bôi mấy cái bảng này nè, thành ra là nó hơi bị chậm á, rồi làm cũng nhanh. Lúc trước là phải nướng cái bảng này, mới vừa đầu tư cái bộ bảng này hết trăm mấy chục ngàn nữa. Rồi, chúng ta sẽ học tới chữ muội mai này ha, cho tới chữ ngưỡng vô ở bên này ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ muội mai này ha. Đây là kanji của bài số 11 nhé mà, Minh. Và còn nhiều chữ, những chữ đó là nó đã nằm ở 10 bài trước rồi đó. Vậy thì 10 bài trước nó nằm ở trong kênh YouTube của Phú. Mấy bạn có thể vào trong kênh để mà xem những cái bài kanji trước. Rồi, muội mai, chữ này ha. Thì nó gồm có bộ nữ nữ ha. Nữ là người phụ nữ. Nữ nữ, chữ nữ đó, thường nó viết ba bộ. Nhưng mà ở đây tại vì viết nhanh, viết thì chúng ta viết vậy thôi các bạn. Rồi, nữ nữ, tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ ghi là nhất một. Rồi tiếp theo là một gạch, gạch này là của bộ mộc ha. Thì chúng ta nhớ cái nét này ở trên này nó ngắn, cái nét dưới này nó dài ha. Chữ muội, chữ này chữ chữ kanji, chữ này là chữ vị nha các bạn. Nó còn có một chữ kanji nó giống như vậy, nó là chữ mạc, nhưng mà nét ở trên nó dài, nét dưới chữ này chúng ta chưa có học tới. Thì nó gồm có bộ nữ nữ ở đây ha, rồi trên đây này là nhất một ngắn thôi nha. Rồi dưới đây là mộc gỗ ha, mộc gỗ thì nó là chữ muội ha, muội đọc là mai. Rồi tiếp theo tới chữ định tê thì nó gồm có bộ miên mái, chúng ta viết nét này trước rồi viết nét này kéo ngang qua ha, gạch xuống. Rồi tiếp theo ở dưới này là chữ kanji, nó là chữ sơ, nhưng mà mấy bạn thấy nó thường nó nằm ở trong chữ tẩu á, tẩu chạy á, tẩu chạy thì nó như thế này ha. Đó, đây là nó nằm trong 214 bộ, còn cái này đó là chữ sơ nhé bạn. Thì Phú viết lại ha, miên mái. Rồi tiếp theo tới chữ sơ, cái này nó dài hơn chút xíu nó mới đẹp ha. Rồi chữ này đọc là chữ định, đọc là T ha, T-I. Còn thiên ten, chữ này thì dễ rồi đúng không? Nhất một. Rồi tiếp theo dưới đây là chữ đại. Rồi chữ này chữ thiên, đọc là ten. Rồi thăng sinh, chữ này nó nằm ở trên đây nè, chúng ta mới vừa học hồi nãy ha, giờ chúng ta học lại. Nó có những chữ khó thì nó sẽ được lặp lại, lý do là sao chúng ta lặp lại lần thì chúng ta sẽ học nó thêm được một lần. Cái thứ hai là nó tránh cái sự giống như là bị ngợp kanji. Các bạn học kanji mà toàn từ lạ không, các bạn ngợp dữ lắm. Còn các bạn đi xa xa mà gặp thấy chữ kanji quen thấy vui lắm. Thành ra là giống như đi xa mà gặp người quen, chúng ta có tinh thần chúng ta đi vậy đó. Thì chữ thăng sinh thì chúng ta sẽ viết lại, đó là bộ. Cái đó là cái kinh nghiệm trong trong lúc mà Phú dạy thực tế á. Đưa kanji mới không học ngợp vừa gì luôn, nhưng mà khi mà xa xa chúng ta lặp lại một hai từ thì chúng ta thấy nó cảm giác nó quen và chúng ta học không có ngán ha. Lập đứng. Rồi tiếp theo là mộc gỗ. Rồi tiếp theo là chữ kiến ha. Đó. Rồi. Đây là chữ thăng, đọc là xin. Tử si ha. Chữ kanji này là chữ liễu, gạch ngang là chữ tử đọc là con á, chữ này dễ này đúng không? Lấy cái bảng này đẹp đẹp đi, mình viết chữ thiêu nè. Nè, cái chữ này ha, thiêu xô. Rồi, chúng ta sẽ gồm có bộ quả lửa ha. Chữ này là sao? Quả lửa ha. Rồi tiếp theo là tới thập 10. Rồi tiếp theo là thảo cỏ. Rồi nhất một và nhân đi ha. Đây là chữ thiêu. Thiêu này nó đọc là xô, chữ xô này nó có ư nhé mà ha. Cái chữ thiêu này á, là trong tiếng Nhật, còn trong tiếng Trung á, trong âm Hán Việt á, thì nó viết như thế này các bạn. Ở đây nó gồm có hai chữ thổ ha, rồi sau đó nó gạch ngang cái thêm hai chữ như này ha. Thì cái này nó là của âm Hán Việt, của tiếng Trung, còn cái này nó là nó bị biến biến thể, chữ nào cũng đọc là thiêu hết thôi. Nhưng mà ở đây nó là thảo, còn kia nó là hai thổ ha. Chúng ta viết lại ha. Quả lửa thập 10. Thảo cỏ ha, nhất một và nhân đi ha. Rồi chữ này chữ thiêu đọc là xô. Trong từ yaki. Rồi, nhục ni cư thì chúng ta sẽ là chữ thế này nha bạn. Thì chúng ta sẽ có là huynh là dùng đất quan quan địa ha, chúng ta thể thay đổi thói quen làm bài tập bằng kanji. Rồi tiếp theo là một nhân ha, hai nhân, nhìn nó giống như cái khứa cá vậy bạn, cái khứa cá hồi mà đặt ra nó cũng sọc sọc như vậy nè ha. Đây là chữ nhục, đọc là ni cư. Giả gia ha,
ha. Chữ này chúng ta đã học ở những bài trước rồi, chúng ta học lại. Chữ này mấy chữ này là chữ quen không ạ? Điền ruộng ha. Rồi tiếp theo dưới đây là thổ đất. Nhưng mà khi chúng ta ghi á, thì chúng ta đừng có ghi nó gờ vậy, chúng ta sẽ ghi ở đây, kéo ở đây ha, gạch xuống rồi gạch ngang ha, rồi gạch ngang, sau đó chúng ta sẽ sổ thẳng xuống dưới này luôn, rồi gạch ngang ha. Nhưng mà tách bộ thì đây là điền ruộng, còn đây là thổ đất. Rồi tiếp theo sau là chữ chữ dư, thì chúng ta sẽ ghi chữ Kanji là chữ dư vô ha. Nó có thêm một nét ở đây nữa, cái thêm một nét dạng đây nè, là bộ Mâu giáo, nhưng mà ở đây nó không phải, nó không có cái nét này. Đây là chữ dư. Chữ dư ở đây á, kanji này á, mấy bạn thấy chữ giả này thấy không? Thì đây là kanji, nó nằm ở trong phần kanji hình thành, có nghĩa là chữ chữ nó sẽ lấy chữ dê này nè, và nó sẽ lập từ ở dưới này lại ha. Kanji hình thành thì nó có cái tính chất á, thường đó nó cái bộ mà ở phía sau nó sẽ được, cái âm của nó sẽ được quyết định nó nằm ở cái chữ này ha. Mấy bạn học nhiều kanji mấy bạn sẽ để ý, mấy bạn sẽ thấy thì kanji nó có là tượng hình, hình thành, chỉ sự, hỏi ý, chứ không phải là chữ nào nó cũng là tượng hình, nó không phải vậy. Khi chúng ta học xong về kanji chúng ta sẽ biết được điều đó. Rồi, giống như bộ lúc mình lơ đi, chữ nào nó cũng ra hình hết, thì nó có nhiều cái mình thấy nó bắt cặp lắm, nhưng mà đó cũng là một cái phương pháp học. Chứ thực sự ví dụ như bộ thanh nó là màu xanh đi, hoặc là bộ âm tiếng đi, thì màu xanh với lại tiếng nói làm sao mà nó ra hình được, đúng không ạ? Thì chữ giả này, chữ giả đọc là gia. Rồi tới chữ thái, thái sai thì nó gồm có bộ thảo cỏ lên trước ha, này là chữ này nhé bạn, thái sai. Rồi tiếp theo là chảo móng ha, chảo là móng vuốt của cầm thú, chảo móng đây là biến thể của bộ chảo. Rồi tiếp theo là mọc gỗ đó, thì đây là chữ thái, thái sai. Ở đây chúng ta gồm bộ thảo cỏ này ha, thảo cỏ trùng sâu quýt máu hành y giáo. Mấy bạn có học cái cuốn 214 bộ của Phú thì bạn sẽ biết được cái những cái câu Phú đọc. Rồi quả lửa chảo móng ha, chảo móng phụ cha hồ tường mảnh, còn đây là mộc gỗ ha. Đó thì đây là chữ thái đọc là sai, giả thái đọc là giả sai. Rồi tý si ha, tý si thì nó gồm có bộ thủy nước ở phía trước ha. Rồi tiếp theo tới chữ kanji này là chữ phong, nhưng mà ở trong đây nó là chữ trách, có nghĩa là nó dính luôn cái phần này, còn khi mà tách chữ trách này nó ra thì nó mới ở trên, nó là bộ phong. Phong trong từ phong phú, đáp án Việt của nó là vậy. Rồi tiếp theo dưới đây là bối là vật báo ha, bối là vật báo. Này trong tiếng Nhật thì nó đọc là con sò, nhưng mà trong bộ thì là bộ bốc bối ha, bối là vật báo. Thì chúng ta sẽ viết lại thủy nước này ha, bộ này là bộ phong, rồi tiếp theo là bối báo. Còn nếu chúng ta ghép cái cụm này á, thì đây là chữ kanji là chữ chất ha. Còn khi mà có thủy vô luôn á, thì nguyên cụm này thì là chữ tý, đọc là si hay chỗ này ha, tý si. Chấp diêu cái chữ này ha, chấp diêu thì nó vẫn còn có cái bộ thủy nước ở phía trước, tiếp theo là thập mười ha, dễ ủi. Thủy và thập ha là chữ chấp, đọc là diêu. Hảo côn chữ này chúng ta đã học rồi ha, thì nó gồm bộ nữ nữ ở phía trước, và tiếp theo là chữ này là chữ liễu trong từ kết liễu này ha, gạch ngang lại ra chữ tử. Hảo côn ha, hảo côn trong hảo hảo mì hảo hảo. Hồng côn thì nó gồm có bộ mịch tơ ha, mịch là sợi tơ, chúng ta nói ngắn gọn mịch tơ thôi. Rồi tiếp theo chữ kanji phía sau là chữ công, thì chữ này là chữ hồng. Mấy bạn thấy kanji hình thành nó xuất hiện đó, mấy bạn thấy không, cái chữ này là chữ công nè, nó tính chất của kanji là vậy. Còn này là hồng nè, thì bạn thấy chữ cái dàn ồng nó nằm phía sau này nè ha, đây là hình thành ở trên này được chuyển xuống, và bộ thành phần phía sau này thường nó sẽ chuyển xuống này. Một nó lấy chữ đầu giống như chữ hồi nãy á, chữ giả nó lấy chữ dê xuống, còn này nó lấy bộ sao xuống nè ha. Chúng ta học chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy cái phần đó. Rồi chữ này chữ hồng đọc là cô, chữ cô này nó có ư tại chữ hồng nó bốn chữ ha. Rồi tiếp theo tới chữ chà, cha chữ chà nó dễ đúng không, học hoài à. Thảo cỏ nè đúng không, nhân người nè ha. Rồi tiếp theo là mộc gỗ, nhưng mà chúng ta viết gời ra chút xíu đó, thì chữ này là chữ chà, đọc là cha. Thảo cỏ ha, nhân người và mộc gỗ. Ngưỡng vô, chữ ngưỡng trong từ tín ngưỡng ha, chúng ta học luôn cái chữ này. Thì đây là thằng kanji của N1 rồi nha các bạn. Tại vì á, vấn này Phú đương dạy cái này nó nằm ở trong cái lớp offline của Phú. Sau đó Phú up lên vô cho kênh YouTube, rồi chắc chắn là Phú đã up vô trong lớp rồi. Nhưng mà mấy vấn đề khác là thường là sẽ ăn ké theo. Ví dụ như cũng đã quay một cái clip rồi, nhưng khi Phú up vô trong nhóm rồi này nọ cho các bạn học thêm. Nếu mà có hay thì các bạn hãy học theo.
có gì không hiểu thì bạn hỏi, nó là như vậy ha. Rồi tiếp theo là ha, nhân nhân người. Tiếp theo đây là nét. Các bạn thấy hồi nãy nhớ phía xuống dưới này không? Đó, nó thiếu nét chỗ này ha. Đây là nét của kanji, còn đây là bộ tiết tre ha. Tiết là đốt tre. Thì chữ này chữ ngưỡng đọc là gyo. Chữ gyo nó có ư, tại vì chữ ngưỡng á, nó tới 6 chữ lận. Chữ ngưỡng này trong từ tín ngưỡng, còn chữ kanji này á, nó là chữ ngang. Ha, thấy chữ ngang này không? Còn dưới đây nó là chữ ngưỡng nè. Thì bạn chế chữ N ở đây nè, kanji hình thành là nó sẽ đem xuống dưới này, thấy chưa? Đó. Còn nãy chúng ta mẻo ở đây á, là chữ kanji chữ mão. Còn nếu thay cái này vô á, thì là chữ 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 trong cái chữ chữ nỏ trong cái trứng ha. Thì trên đây là chữ ngưỡng đọc là gyo ha. Chữ gyo này có ư, thì chữ ngưỡng này nó tới 6 chữ rồi, nó dài quá nó sẽ sinh ra trường âm ha. Hai chữ thì thường 95% nó sẽ không có trường âm, ba chữ thì có chữ có chữ không, nhưng mà từ 4 chữ trở lên thì 95% nó sẽ có trường âm. Trong khi đó chữ này nó tới tới nó tới tới tới, tới 6 chữ là buộc đây nó sẽ có âm ư ha. Rồi, chúng ta ôm lại ha. Đây là chữ ngưỡng vô ha. Chà cha. Hồng cô. À, rớt cái dưới nữa. Hồng cô, hảo cô ha. Chấp riêu, tí si, thái sai, giả gia, nhục ni cư, thiêu xô, tử si, thân xin, thiên ten, định tê. Mụi mai, mụi mai, định tê, thiên ten, thăng sinh, tử si, thiêu xô, nhục ni cư, giả gia, thái sai, tý si, chấp riêu, hảo cô, hồng cô, chà cha, ngưỡng vô. Rồi, nó giống như vậy, chúng ta đọc lại cái phần này nữa bạn. Ha. Mai mai hồi cai thiết si triệu phong phu động tô tấp su cừ đã ta trừ lưu diêu hàng cô không cư lưỡng vô thân sinh huynh kê đệ tê tỷ si mùi mai định tê thiên đen thân sinh tử si thiên sô nhiệm ni cư giả gia thái sai tí si chấp chiêu hảo cô hồng cô chà cha ngưỡng vô ha. Rồi chúng ta sẽ đọc lên cái phần ở phía trước này. Đó, biến nó quen thế mà. Rồi chúng ta cứ đọc lại thôi ha. Mai mai hội cai, mai mai hội cai thí sĩ trường phong phu đồng tô tấp sư cường đạo ta trừ lưu lưu hàng cô không cư lưỡng điêu thân sinh huynh kê đệ tê tí si mười mai đến tê thiên thiên thân sinh tử si thiêu xô nhụm ni cư giá gia thái sai tí si chấp chiêu hảo cô hồng cô già cha ngưỡng vô ha. Mai mai hội cai thí sĩ trường phong phu đồng tô tấp sư cường đạo ta trừ lưu lưu hàng cô không cư lưỡng điêu thân sinh huynh kê đệ tê tí si mười mai đến tê thiên thiên thân sinh tử si thiêu xô nhụm ni cư giá gia thái sai tí si chấp chiêu hảo cô hồng cô già cha ngưỡng vô. Rồi nãy nó có phiêu cái phần mình tí si chấp chấp chiêu thì mấy cái phần đó, nó nằm ở trong từ trong tinh tham khảo bạn, có nghĩa là kanji nó sẽ được lấy ra hết luôn. Các bạn thấy phía sau này nè ha, nè từ trong tinh tham khảo nè ha, tê su cừ nè, đây là chữ định tê tứ thực thu cừ nè, thiên ten là ten đông nè, ồ gia cu đông nè ha, ồ gia là chữ thăng nè, thấy chưa. Rồi tiếp theo là chữ ngu gil nè ha, thiêu nhục nè, chữ này là gia ki ni cư, đây là hai kanji đứng gần nhau nhưng đang đọc bằng em cưng ha, chữ thiêu nhục. Rồi giả thái nè ha, rồi tí si nè là chữ kemono nè, hai kanji đứng gần nhau nhưng mà đọc bằng em cưng nè ha, chữ kemono này, chữ thiêu nó nè, thấy không, này chữ thiêu nè, yakisoba, okonomiyaki nè ha, đương đọc bằng em cưng. Rồi dưới đây là cô trà, là trà lòng, là trà đen ha, hồng trà. Rồi rồi Phú cảm ơn mấy bạn, nếu thấy hay mấy bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của Phú, và nếu có nhu cầu về sách hãy liên hệ với Phú qua số Zalo 0903 651 824, và nhớ mấy bạn nhớ xem những cái clip trong kênh YouTube của Phú trước để mà mình hiểu được về cái phương pháp làm này như thế nào. Rồi sau đó khi mà xem mình có dù có vấn đề gì không hiểu hay hỏi Phú qua cái số Zalo đó ha, số 0903 651 824. Rồi sau đó Phú sẽ hướng dẫn giải thích cho bạn thêm ha. Phú cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Chúc mấy bạn học tốt ha. Phú cảm ơn mấy bạn.